Bạn muốn kinh doanh nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu? Đâu là thách thức, đâu là cơ hội? Với các bạn trẻ thì liệu vốn, mối quan hệ, kinh nghiệm có phải là vấn đề? Làm sao để phát triển khả năng lãnh đạo, khả năng giao tiếp, khả năng thuyết trình? Với những người bận rộn, nôn bù đầu với công việc, làm sao để cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và sự nghiệp? Đâu là giải pháp cho những điều đó? Những diễn giả hàng đầu thế giới như Anthony Robbins, Brian Tracy, Jack Canfield, T.H. Baker đều khuyên rằng trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì, hãy tự mình trả lời câu hỏi tại sao chúng ta làm điều đó. Vậy bạn hãy ngồi xuống và nhìn nhận xem thực sự bạn đang tìm kiếm điều gì trong cuộc sống. Liệu có phải bạn đang nỗ lực để tăng thêm thu nhập hay cao hơn là tự do tài chính, du lịch cùng gia đình, có kinh doanh riêng, có nhiều thời gian với gia đình, mở rộng mối quan hệ xã hội, giúp đỡ người khác, phát triển bản thân, sức khỏe tốt hơn, một sự nghiệp viên mãn, chiếc xe mơ ước, ngôi nhà mơ ước, hay đơn giản là gia đình hạnh phúc, giáo dục con cái, vân vân. Dù bạn đang hướng tới những gì, điều đó thật tuyệt vời. Hãy làm việc và phấn đấu cho những mục tiêu của mình. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn nhận lại quãng thời gian vừa qua. 5 năm trước, bạn muốn một ngôi nhà như thế nào? Ngôi nhà hiện tại bạn đang ở ra sao? 5 năm sau, bạn muốn sở hữu một ngôi nhà bao nhiêu mét vuông? Ở đâu? Kiểu dáng như thế nào? Trước đây, bạn muốn sở hữu chiếc xe nào? Hiện tại, bạn đang đi xe gì? Sau này, bạn muốn có xe loại nào? Bao nhiêu tiền? 5 năm trước, bạn dự định sẽ đi du lịch ở đâu? Hiện tại, bạn đã đi được những nước nào rồi? Sau này, bạn muốn đi những đâu? Với ai? Trong bao lâu? 5 năm trước, bạn muốn thu nhập của mình sẽ là bao nhiêu một tháng? Hiện tại, bạn đã đạt được điều đó chưa? 5 năm sau, liệu bạn có muốn được tự do tài chính không? Bạn đã từng nghĩ mình sẽ biếu bố mẹ bao nhiêu một tháng? Hiện tại thì sao? Sau này, bạn có muốn cho bố mẹ không chỉ là tiền bạc mà còn là cả thời gian khi họ cần bạn hay không? Có lẽ bạn đã từng muốn được tự do làm những điều mình thích. Vậy, việc bạn đang làm là do bạn thích hay do bạn phải làm? Sau này, liệu bạn có muốn tự do hoàn toàn không? Bạn đã bao giờ lên kế hoạch cho con cái được học ở những môi trường tốt nhất chưa? Vân vân, có rất nhiều vấn đề cần đưa ra để nhìn nhận. Hiện tại, bạn đạt được bao nhiêu phần trăm mục tiêu của mình? Làm sao để đạt mục tiêu một cách nhanh chóng, hiệu quả hơn và sau đó đặt ra những mục tiêu cao hơn để vươn tới? Một lời khuyên cho bạn, muốn thay đổi kết quả, phải thay đổi phương thức làm việc. Sau đây, tôi sẽ trao đổi với bạn một phương thức làm việc hiệu quả để đạt được mục tiêu. Trước tiên, hãy nhìn nhận xem bạn đang ở đâu. Theo Robert Kiyosaki, một triệu phú người Mỹ gốc Nhật và là tác giả của bộ sách Dạy con làm giàu, thì tất cả chúng ta đều nằm ở một trong những góc phần tư của kim tứ đồ. Kim tứ đồ gồm 4 góc phần tư. Góc phần tư thứ nhất là nhóm những người làm công. Góc phần tư thứ hai là nhóm những người tự kinh doanh hay nhóm những người kinh doanh nhỏ. Góc phần tư thứ ba là những chủ doanh nghiệp lớn. Góc phần tư cuối cùng là những nhà đầu tư. Vậy những người làm công là những ai? Họ là giáo viên, kế toán, luật sư, bác sĩ, lễ tân, công chức nhà nước, vân vân. Công thức kiếm tiền của họ là gì? Rất đơn giản, sức lao động cộng thời gian tạo ra tiền. Tiền này được chia làm 3, chủ lấy phần chính, phần thứ hai là thuế và cuối cùng là lương. Theo Robert Kiyosaki thì lương này chỉ đủ để những người làm công không bỏ việc. Tiếp theo, nhóm tự làm chủ gồm những ai? Họ là những bác sĩ mở phòng khám tư, luật sư mở phòng luật, những người môi giới chứng khoán, môi giới bất động sản, chủ nhà hàng ăn, chủ doanh nghiệp nhỏ, vân vân. Công thức kiếm tiền của họ là gì? Cũng là sức lao động cộng thời gian tạo ra tiền bạc, nhưng khác ở chỗ, tiền này được chia làm 2 phần. Phần thứ nhất là thuế cho nhà nước, phần còn lại là của họ. Nhóm này có đặc điểm là càng thành công càng vất vả. Góc phần tư thứ ba là những chủ doanh nghiệp lớn. Họ có thể là chủ hệ thống nhà cho thuê, chủ những thương hiệu nhượng quyền, chủ hệ thống tiêu dùng, vân vân. Công thức kiếm tiền của họ vẫn là sức lao động cộng thời gian tạo ra tiền bạc. Tuy nhiên, họ biết cách sử dụng sức lao động và thời gian của người khác để tạo ra tiền cho mình. Họ đã biết cách sử dụng các quy tắc đòn bẩy. Họ là những người giàu có, vừa có nhiều tiền, vừa có nhiều thời gian. Góc phần tư cuối cùng là những nhà đầu tư. Họ là những nhà đầu tư bất động sản, đầu tư chứng khoán hay cổ đông của doanh nghiệp, vân vân. Họ dùng tiền để tạo ra tiền. Chính vì vậy, họ là những người tự do. Có một con số thống kê là 90% dân số thế giới nằm ở bên trái kim tứ đồ và chỉ chiếm 10% của cải. Ngược lại, 10% dân số nằm ở bên phải kim tứ đồ chiếm tới 90% của cải. Những người bên trái kim tứ đồ làm việc để kiếm tiền, còn những người bên phải kim tứ đồ biết cách dùng đồng tiền để làm việc cho họ. Thu nhập của nhóm người bên trái kim tứ đồ là thu nhập chủ động, còn thu nhập của nhóm người bên phải là thu nhập thụ động. Vậy bạn đang nằm ở phần tư nào của kim tứ đồ? Và bạn muốn kiếm tiền ở phía tứ đồ nào? Lựa chọn thuộc về bạn. Có thể bạn sẽ nói rằng, ai mà chẳng muốn giàu có, ai mà chẳng muốn nằm ở bên phải kim tứ đồ, nhưng không phải ai cũng có cơ hội. Thưa với bạn, sau đây tôi sẽ trao đổi với bạn về cơ hội mà bạn vừa nói tới. Hãy thử nghĩ xem, gia đình bạn đang sử dụng những sản phẩm tiêu dùng nào? Kem đánh răng, dầu gội, xả tóc, lăn khử mùi, nước rửa tay, xà bông, gel vuốt tóc, ủ tóc, nước rửa bát, nước giặt, bột giặt, xả vải, nước tẩy quần áo, nước lau nhà, cọ rửa toilet, nước lau bếp, nước lau kính, bút viết, giấy, dầu ăn, quần áo, gạo, sữa rửa mặt, dưỡng da, trang điểm, dưỡng môi, chống nắng,
máy xay sinh tố, máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng, vân vân. Tôi chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều dùng các sản phẩm kể trên. Chúng ta hãy cùng làm một phép tính về sức mua của thị trường. Theo bạn, mỗi gia đình sẽ bỏ ra khoảng bao nhiêu một tháng để tiêu dùng những sản phẩm kể trên? Nhà giàu bù nhà nghèo, theo tôi con số sẽ là khoảng 2 triệu đồng một tháng. Việt Nam có khoảng 20 triệu hộ gia đình. Điều đó có nghĩa là 40.000 tỷ đồng được tiêu đi trong vòng một tháng, cho dù bạn làm gì đi chăng nữa. Tức là 480.000 tỷ đồng một năm. Câu hỏi đặt ra là, liệu bạn có thể xây dựng một doanh nghiệp với sức mua thị trường là 480.000 tỷ đồng một năm hay không? Tất nhiên là bạn hoàn toàn có thể. Giả sử doanh nghiệp của bạn chỉ chiếm một phần vạn thị phần thì sao? Doanh số sẽ là 48 tỷ một năm. Cũng không quá tồi. Thực tế, chúng ta đều là người tiêu dùng và thường mua sản phẩm ở các cửa hàng bán lẻ. Những cửa hàng này họ có lợi nhuận và cũng phải trả những chi phí như mặt bằng, nhân công, điện nước, thuế, vân vân. Cửa hàng bán lẻ tất nhiên sẽ nhập hàng từ những nhà bán buôn. Nhà bán buôn cũng có lợi nhuận và phải chịu những chi phí. Họ lấy hàng từ tổng đại lý lại nhập hàng từ tổng phân phối lấy hàng trực tiếp từ nhà sản xuất. Câu hỏi đặt ra là lợi nhuận sẽ được phân chia như thế nào? Tùy từng mặt hàng, cửa hàng bán lẻ sẽ có lợi nhuận từ 25-30%, nhà bán buôn sẽ có lợi nhuận từ 15-20%, tổng đại lý thu lợi nhuận từ 5-10%, tổng phân phối có từ 1-5%. Tổng các khâu trung gian này sẽ chiếm khoảng 60% giá thành sản phẩm. Chi phí và lợi nhuận của nhà sản xuất vào khoảng 40%. Cuối cùng, ai sẽ là người trả 100% giá thành sản phẩm? Tất nhiên, chính là chúng ta, những người tiêu dùng. Bạn để ý rằng, liệu một cửa hàng bán lẻ họ chỉ bán riêng cho gia đình bạn hay không? Tất nhiên là không. Họ có rất nhiều người tiêu dùng khác là khách hàng. Tương tự như vậy, nhà bán buôn cũng tìm cho mình nhiều cửa hàng bán lẻ, tổng đại lý có nhiều nhà bán buôn, tổng phân phối có nhiều tổng đại lý và nhà sản xuất cũng sẽ đổ hàng tới nhiều tổng phân phối theo từng khu vực. Để làm đại lý của một nhà sản xuất nào đó, bạn cần phải có vốn, mặt bằng và nhiều điều kiện khác nữa. Dựa trên ý tưởng đó, chúng tôi xây dựng một môi trường kinh doanh cộng tác. Nhà sản xuất cũng giữ lại 40%. Họ xây dựng một hệ thống các siêu thị kinh doanh trên 7.000 sản phẩm với các thương hiệu nổi tiếng như Electrolux, Philips, Glister, PA Gạch Đanh, LOC, v.v. Nhà sản xuất này hợp tác với chính những người tiêu dùng để phân phối sản phẩm và khâu trung gian này cũng sẽ nhận được 60%. Bạn tìm những người tiêu dùng, thay vì họ mua hàng ở các cửa hàng bán lẻ thông thường, họ chuyển sang mua hàng từ kênh phân phối của bạn. Trong số những người tiêu dùng đó, cũng có những người muốn kinh doanh cùng bạn và kinh doanh của bạn bắt đầu phát triển. Vâng, đó chính là kinh doanh theo mạng, một kế hoạch kinh doanh tuyệt vời, tạo cơ hội cho tất cả mọi người. Đó chính là lý do tại sao Robert Kiyosaki viết cuốn sách Dạy con làm giàu tập 11 để phân tích những ưu điểm của ngành này. Không dừng lại ở đó, ông còn kết hợp với Donald Trump, một tỷ phú người Mỹ để viết ra cuốn sách Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu. Trong đó có một chương nói lên lý do tại sao hai người đàn ông này lại khuyên nhiều người nên bắt đầu một công việc kinh doanh theo mạng. Hai người giàu, một thông điệp. Xin giới thiệu với bạn tập đoàn Amway, một trong những doanh nghiệp đi đầu trong ngành kinh doanh theo mạng, được thành lập từ năm 1959. Cho đến nay, Amway đã phát triển thị trường tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, sở hữu nhiều tài sản như quần đảo Peter, chuỗi khách sạn cao cấp Amway Grand Plaza, sân vận động Amway Center tại Florida, Hoa Kỳ. Amway hiện nay nằm trong top 50 doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ do tạp chí Forbes bình chọn. Ở khu vực Đông Nam Á, Amway đã phát triển rất mạnh mẽ. Tại Thái Lan, hệ thống siêu thị Amway là hệ thống siêu thị đứng đầu với 40 siêu thị trên cả nước và 4 siêu thị tại Bangkok, phân phối hàng ngàn sản phẩm với các thương hiệu nổi tiếng như Philips, Valentino Rossi, PA Gạch Đanh, LOC, v.v. Tại Malaysia, hệ thống trung tâm phân phối vô cùng hiện đại, hầu hết đều tự động hóa, kinh doanh vô vàn sản phẩm từ bé đến lớn. Việt Nam là một thị trường mới và rất tiềm năng. Amway đã xây dựng nhà máy ở khu công nghiệp Amata Biên Hòa Đồng Nai, đặt trung tâm phân phối tại nhiều tỉnh thành lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Vinh. Ngoài ra, ở Hà Nội, Amway còn mở một shop tại tòa nhà Ocean Park số 1 Đào Duy Anh. Trong năm nay, Amway sẽ mở thêm một shop nữa ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Việt Nam, Amway hiện có 4 dòng sản phẩm chính: bổ sung dinh dưỡng Nutrilite, chăm sóc da Atichi, chăm sóc cá nhân và chăm sóc đồ gia dụng. Với doanh số gần 4 tỷ đô la Mỹ một năm, Nutrilite là nhãn hiệu hàng đầu thế giới về vitamin, khoáng chất và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, là nhãn hiệu vitamin và khoáng chất duy nhất trên thế giới có nguồn nguyên liệu được trồng trọt, thu hoạch và chế biến trên các trang trại hữu cơ. Trang trại hữu cơ là trang trại không dùng thuốc trừ sâu, dùng côn trùng có lợi, diệt côn trùng có hại, không dùng phân bón vô cơ mà nuôi cừu để lấy phân hữu cơ, trồng các cây họ đậu để lấy dinh dưỡng cho đất, nuôi giun đất để làm tơi xốp đất, canh tác một mùa lại cho đất đai nghỉ ngơi một mùa. Đại diện thương hiệu Nutrilite là danh thủ nổi tiếng thế giới Ronaldinho. Dòng sản phẩm thứ hai chăm sóc da Atichi đạt doanh số hơn 1 tỷ đô la hàng năm và liên tục trong thập niên vừa qua đã lọt vào top 5 thương hiệu mỹ phẩm và chăm sóc da nổi tiếng có doanh số lớn nhất thế giới.
Hiện nay, Atichi là nhà tài trợ vàng cho cuộc thi Hoa hậu Mỹ. Bên cạnh Nutrilite và Atichi, Amway còn hàng nghìn sản phẩm khác thuộc các dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân và chăm sóc đồ gia dụng như sữa tắm, dầu gội, kem đánh răng, nước rửa bát, nước giặt, nước lau nhà, v.v. Ok, tập đoàn Amway rất lớn, phát triển bền vững, có bề dày lịch sử, sản phẩm thì đa dạng, phong phú. Vậy lợi ích của tôi là gì khi hợp tác với tập đoàn này? Về tài chính, có hơn 10 loại hoa hồng trả cho những nỗ lực phấn đấu của bạn. Đầu tiên là lợi nhuận bán lẻ 15%. Bạn đăng ký là thành viên, bạn sẽ có một chiếc thẻ và có thể mua hàng tại trung tâm phân phối cũng như siêu thị của Amway với giá giảm 15%. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ tiết kiệm dài hạn từ khoản tiêu dùng của gia đình. Ngoài ra, bạn có thể bán lẻ để thu lợi nhuận 15%. Hơn thế, bạn còn có thể phát triển kinh doanh của riêng mình. Tiếp theo là hoa hồng thành tích. Cứ 15.000 đồng thì ứng với 1 điểm. Doanh số của bạn đủ 600 điểm, bạn sẽ được trả hoa hồng ở mức 6%, 1.200 điểm là mức 9%, v.v. và 10.000 điểm là mức 21%. Ví dụ, bạn gia nhập Amway, bạn thấy sản phẩm tốt, kinh doanh được. Bạn bỏ ra 8 tiếng một tuần để bắt đầu giới thiệu cho những người xung quanh. Việc giới thiệu này không được tiền cũng không mất tiền. Tuy nhiên, doanh số của họ được tính vào doanh số của bạn. Doanh số càng cao, hoa hồng càng cao. Ví dụ ở đây, D1 và D2 làm việc như nhau nên hoa hồng thành tích là như nhau. D3 làm việc tốt hơn, hoa hồng thành tích cao hơn. Bạn làm việc hiệu quả nhất nên hoa hồng thành tích cao nhất, mặc dù U là người giới thiệu bạn vào. Kinh doanh này rất công bằng. Nhờ sự hỗ trợ của bạn, D1, D2 và D3 phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng đạt được các mức thành tích cao hơn. Qua đó, thành tích của bạn cũng được nâng lên. Trong ví dụ này, bạn đạt mức hoa hồng thành tích cao nhất 21%. Khi đó, mức thu nhập của bạn vào khoảng 14-20 triệu và bạn được công nhận là Silver Producer. Không dừng lại ở đó, giả sử bạn hướng dẫn D1 và D2 cũng đạt 21%, thì bạn sẽ được hưởng hoa hồng lãnh đạo 4% trên mỗi tuyến. Tức là bạn sẽ nhận được 5-7 triệu trên mỗi tuyến. Điều này rất quan trọng, vì khi đó D1 và D2 đã tự biết cách làm việc, bạn không cần phải hướng dẫn họ nhiều nữa. Tức là bạn đã bắt đầu có những thu nhập thụ động tương tự như việc có nhà cho thuê. Khi đạt 21% trong vòng 6 tháng, bạn sẽ đạt danh hiệu Platinum và có nhiều đặc quyền như du lịch trong và ngoài nước ở đẳng cấp 5 sao cùng với vợ hoặc chồng, có tài khoản quản lý hệ thống, v.v. Xây dựng được 3 tuyến lên Platinum, bạn sẽ đạt danh hiệu Emerald, thu nhập từ 40-60 triệu một tháng. Giúp được 6 tuyến lên Platinum, bạn sẽ đạt danh hiệu Diamond, thu nhập từ 80-120 triệu một tháng. Tất nhiên, điều này không hề dễ dàng. Bạn cần phải làm việc nghiêm túc ít nhất 8 tiếng một tuần trong vòng 2-5 năm. Sau 3 năm, tại Việt Nam hiện nay đã có 8 Diamond. Ngoài ra, còn rất nhiều danh hiệu khác và phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của bạn. Bên cạnh giá trị về tài chính, Amway còn rất nhiều giá trị khác như tính kế thừa. Hệ thống mà bạn xây dựng được là một tài sản và bạn có quyền kế thừa hay nhượng lại. Khi thành công, bạn còn được công nhận thành tích trước hàng nghìn người và có cơ hội trải nghiệm thế giới cùng gia đình qua những chuyến du lịch 5 sao do Amway tài trợ, v.v. Ồ, thật hấp dẫn. Vậy tôi sẽ đạt được điều đó bằng cách nào? Điều này thì bạn hoàn toàn yên tâm. Đây là kinh doanh cộng tác. Chúng ta đã có Amway là đối tác. Hãy tưởng tượng Amway như một chiếc ô tô. Muốn lái nó, bạn cần phải đến trường dạy lái ô tô. Sau đó, bạn phải thực hành lái với người hướng dẫn bên cạnh. Ở đây, trường dạy kinh doanh cho bạn chính là hệ thống Network 21. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Network 21 sẽ đem đến những phương pháp tối ưu đã được chứng minh là thành công trên 36 quốc gia. Bên cạnh đó còn có các công cụ như sách, đĩa, hội thảo, cổng thông tin điện tử faagroup.net, v.v. hỗ trợ bạn phát triển kinh doanh này. Vậy làm thế nào để tôi bắt đầu? Rất đơn giản, bạn chỉ cần 3 ảnh 3x4, một photo chứng minh thư, 100.000 mua bộ tài liệu về công ty và về sản phẩm, 100.000 cho 12 tháng tạp chí, tất cả chỉ có vậy. Có hai lựa chọn cho bạn. Lựa chọn thứ nhất, bạn không đăng ký. Ok, không sao, chí ít bạn cũng học hỏi được điều gì đó từ video này. Lựa chọn thứ hai, bạn đăng ký tham gia. Khi chưa thành công, bạn có thể giảm giá 15%, mở rộng mối quan hệ xã hội, học hỏi thêm kỹ năng mới, v.v. Khi thành công, bạn sẽ tự do hoàn toàn, làm những gì mình thích và đạt được mục tiêu của mình. Quyết định thuộc về bạn. Xin tặng bạn câu nói, không có lý do gì để bạn ngồi yên một chỗ khi bạn là người khỏe mạnh và có trách nhiệm. Hãy làm một điều gì đó, có thể không phải là Amway, nhưng nếu bạn chưa biết nên bắt đầu từ đâu, nếu kinh nghiệm, vốn, mối quan hệ đang là vấn đề của bạn, nếu bạn quá bận rộn mà chưa có giải pháp, hãy nắm bắt cơ hội này. Để tìm hiểu thêm thông tin và bắt đầu kinh doanh cùng chúng tôi, bạn hãy liên hệ với người đã chia sẻ cho mình video này. Chúc bạn thành công!